cái gì khác đi chị, chứ đừng phá hoại tuổi thơ của người ta nữa. Ok, thế không phá hoại tuổi thơ nữa thì bây giờ mình sẽ kể những câu chuyện phù hợp với lứa tuổi học sinh nhá. Câu chuyện về cậu bé đào Momotaro. Ông lão lên rừng đốn củi, bà lão thì ra sông giặt đồ. Đột nhiên có một trái đào lớn trôi từ trên thượng nguồn về. Sau đó bà lão quyết định đem quả đào đó về nhà. Khi hai ông bà chuẩn bị bổ quả đào ra ăn thì bỗng nhiên có một cậu bé khỏe mạnh nhảy từ trong quả đào ra. Hai ông bà không có con cho nên cảm thấy rất hạnh phúc. Đặt tên cậu bé là Momotaro bởi vì cậu bé được sinh ra từ trái đào. Sau đó thì được ông bà nuôi nấng rất cẩn thận. Một ngày nọ, khi mà Momotaro đã lớn, cậu ấy nhìn thấy dân làng bị bắt nạt bởi một con quỷ thì đã không đành lòng và quyết định một mình tới Onigashima để tìm con quỷ và tiêu diệt nó. Trên đường đi thì cậu gặp chó, khỉ và chim chỉ. Làm ơn cho tôi một chiếc bánh ở trên thắt lưng của cậu. Chó, khỉ và chim chỉ đều nói như vậy khi mà gặp Momotaro. Momotaro đã đồng ý tặng cho mỗi con vật một chiếc bánh, nhưng với điều kiện là phải đi đến đảo quỷ cùng với cậu. Từ đó, chó, khỉ và chim chỉ đã trở thành người hầu của cậu và cùng với cậu đi đến đảo quỷ bằng thuyền. Tại Onigashima thì cậu đã tập kích lũ quỷ khi mà chúng đang uống say. Chó cắn vào mông quỷ, khỉ cao với lưng quỷ, còn chim chỉ thì lấy mỏ để chọc vào mắt của quỷ. Momotaro và ba con vật đã giành được thắng lợi lớn nhờ cuộc tấn công bất ngờ. Những bảo vật mà bọn quỷ đã thu thập được sau những lần làm việc xấu thì đã được hội của Momotaro kéo về làng bằng một chiếc xe đẩy. Rồi, thế này thì đã đủ xoa dịu tuổi thơ của các bé chưa nào? Để sở hữu bé đào này thì các bạn hãy nhấn ngay vào link giỏ hàng ở phía dưới, đồng thời nhận ngay phiếu ship cho đơn đầu tiên nhé. Chị Thám Tử, review là 4 tuổi.